Chào anh Đường Quốc Khánh nhá, chủ tịch hội mi Hà Đông nhá. Hôm nay lên giao lưu với cả cái giải họa mi à? Họa mi Lào Cai liên tỉnh năm 2019 này, rất nhiều anh em này. Cháu bảo có là có. Trước giờ là diễn ra là trận giải đấu, các nghệ nhân là có chim là để giải rác các khu vực. Trận thứ hai là Hà Đông gặp có anh Sơn vào đi. Rồi. Chào đứa em mày. Giang ơi, Giang ơi. Cầm cái này chứ. Giang lên cầm cái này. Mày cái nốt này nó xịt đẹp. Đấy, hai con chim đấy là đánh nhau nhá. Lạng Sơn gặp Hà Giang này. Hai con cụt đuôi giống nhau này. Chưa xong rồi. Các nghệ nhân vẫn đang say sưa để xem nhá. Game là trận chim là Bắc Ninh gặp Lào Cai nhá. Trọng tài mở cửa chim.
sau là chủ chim này đâu anh? Lào Cai Hà Giang. Lào Cai lại một trận Lào Cai gặp Hà Giang à? Hà Giang bên trái bên phải. Hà Giang bên phải. Lào Cai bên trái. Hai chủ chim đang ghép chim. Toàn là nghệ nhân hết. Đây là trận giao lưu giữa Lào Cai và Phú Thọ. Phải, Lào Cai bên trái. Đang chia ở đây, đang chia. Bình có, coi như nó vẫn đang ngủ. Nó đánh bằng ba. Chưa cái phải đâu.